Yeah, các bạn ơi. Mình đã chiến thắng rồi. Cửa này mình mất 3-4 ngày mình mới chơi qua cửa này nha. Cực kỳ ức chế luôn. Và cuối cùng mình cũng đã thành công rồi các bạn ạ. Và level 2318 nha các bạn. Cái level cực kỳ khó chịu. Và mình đã mất 3-4 ngày để chơi cái cửa này nha. Có lúc mà mình tức giận là mình muốn đập cái điện thoại luôn á, nhưng mà mình kiềm chế lại nha anh em. Cuối cùng mình cũng qua cái cửa, cái level 2318 nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha.